Châu nhớ lấy bản quyền nha. Chụp ảnh đòi tiền bản quyền. Thử mỗi tháng 1 mm thôi. Ý là kích hoạt đợt 1, tức là mình vẽ ngay từ đầu chụp ảnh mặt đấy thì sau lần chi tiết chúng nó lại kích hoạt tiếp. À, thế là mình xác định từ đầu ấy, bẻ từ đầu luôn, đúng không? Chắc xong chưa? Này xong chưa? Rồi, hướng dẫn cách khác nữa nha. Khác, dễ hơn tí tí nữa. Rồi, đây là cách thứ nhất này, bẻ từ bắt đầu này. Cách thứ hai này, duỗi ra uốn lại này, được chưa? Rồi, cách thứ ba. Thường thường nó là giữa ra. Chắc là ở đây chẳng hạn, khi mình đánh dấu này, tí nữa bẻ lên dây oval này, tí mình ấy sau. Bây giờ mình biết cách đã, biết cách bẻ bằng trồi luôn á, được chưa? Rồi cách thứ ba này, khi mình đầu tiên là mình bẻ này xong rồi đúng không? Bẻ các lúc này xong rồi này, mình muốn nó, ở đây là dây phía trước này, đây phía trước nhá, đây phía sau nhá, quy ước như vậy nhá, phía trước phía sau này. Thì thứ nhất, mình muốn làm trồi này, thì làm sao, cứ biết làm sao cái phần dây phía sau này nó xuống đây đúng không? Xuống này, tức là nó đang ở đây này, xuống đây. Thì một cách là bẻ từ đầu này, cách thứ hai là mình uốn như vừa rồi. Cách thứ ba này, đấy, nhìn nhé, cách thứ ba này. Kẹp kìm 1, 2, 3 vào đây, nghiêng nghiêng bành nón lá này. Góc của mình ban đầu 90 độ đúng không? Nhưng bây giờ mình bẻ, mọi người thấy cái phần này xuống hơn không? Đó, thứ hai là bẻ phần này lại, thường thường bẻ góc này 45 độ này. Tăng thêm 45 độ, nó thành 135 độ. Thứ hai bẻ góc này nó nhỏ lại, thành 45 độ. Thế nó trồi luôn không? Có trồi không? Đây này, đây này. Thấy lệch không ạ? À? Cách này dễ hơn không? Tiếp ra thì mình cứ bẻ xong này mình chỉnh này. Từ góc này mình mở ra bao nhiêu độ thì góc này mình phải thu nhỏ bấy nhiêu độ. Thì hai này song song với nhau không? Đúng không? Hai này song song với nhau. Đúng chưa? Rồi xóa này đi. À, cứ phải vẽ là nó dễ hình dung đúng không? Đôi khi nhìn đấy hơi nhanh. Vẽ là cái. Đầu tiên mình có hai cái góc vuông này đúng không ạ? Đây bây giờ mình muốn làm trồi này. Thứ nhất, bước số 1 này. Chuyển sang phía sau này. Đúng không ạ? Chuyển sang phía sau không? Ở hình dung đúng không ạ? Ví dụ góc này mình tăng lên là 45 độ chẳng hạn, để sau tí mình bẻ góc này lại. Đó. Bước tiếp theo nữa này. Chuyển lại tiếp này. Phần phía trước vẫn giữ nguyên nha. Được chưa? Hình dung không ạ? Bước số 1 này, bẻ thanh này, kẹp vào đây này. Kẹp vào thanh phía trước này đúng không? Kẹp vào đây này, đẩy cái này ra. Đúng không? Bước số 1 này, bước số 2 này, kẹp vào đây này. Cái này trồi hay lún? Lún. Cái này trồi hay lún? Ở phía trước này. Cái sau này. Cái này trồi hay lún? Cái trồi hay lún? Lún cái hàng trên trồi. Nhà dưới. Cái này trồi lút, nó không liên quan nhau tiền dưới cả. Cái này lúc lúc hướng về phía nào? Lúc bao giờ cũng là hướng về phía ngách tay đình. Cái lúc này bao giờ hướng về ngách tay đình? Dây này bao giờ hướng phía dưới cắn đúng không? Như đây chẳng hạn là phần sau cái bẻ là dây này, phía sau là hướng về phía nào? Hướng về cắn.
hướng phía trước cắn không? Hướng phía trước cắn thì nó lắc trôi lún. Lún, có người bảo lún, người bảo trôi. Răng mình đi về phía trước cắn là lún hay trôi? Đấy, tao có người bảo lún, người bảo trôi. Kệ nó, đúng không? À, được chưa? Đây là cách bẻ được không ạ? Đó, để ý nha, hai dây của mình này. Nếu mình bẻ cùng một góc độ, ví dụ để cái này 45 độ, cái này 45 độ thì ok. Chắc chắn là dây song song với nhau, hoặc là mình nhìn lại xem dây song song với nhau không. Thỉnh thoảng khi mình bẻ, đôi khi mình bẻ nó hơi lệch tí tí là mình dùng cách này, xoay em tí xíu nha, là nó ok. Đây, thứ nhất đây là lặp trôi này. Thứ hai là lún trở lại nha, cái này giống nhau nhé. À, tuy nhiên khi bây giờ mình bẻ này, bẻ như thế nào để nó trôi, nó lút ra. À, bẻ xoay về trước nha, được chưa? Thế thôi. Đây, bẻ lại nha, bẻ lại nha. Được chưa? Đây một cái này. Bây giờ mình bẻ làm lún đằng sau nha. Đây phía trước này. Quý ước đây phía trước. À ok. Đã được 5 giờ đâu. Được chưa? Rồi ok. Đây nha. Bây giờ mình chuyển ở đây này. Chuyển ở phía trước đúng không ạ? Lúc nãy là mình chuyển ở phía sau, mọi người thấy không ạ? Chuyển ở phía sau này. Nó trồi răng. Rồi. Đây cho vào mô hình như này này. Đúng không ạ? Mọi người thấy cái răng mình sẽ bị trồi không? Nếu mình đi dây này không ạ? Đúng không ạ? Răng mình bị trồi đúng không? Bây giờ mình sẽ bẻ lún này. Lún tức là mình chuyển ở phía trước nha. Tức kẹp kìm 1, 2, 3 vào thanh này này. À, thu nhỏ góc phía trước lại nha. Bắt đầu là góc vuông đúng không? Thu nhỏ lại này. Thu nhỏ góc khoảng 45 độ. Và phần phía sau mình mở ra rộng lại, tăng thêm 45 độ để cho hai dây của mình song song trở lại này. Được chưa? Khi mình lắp vào đây này. Như đây là vị trí răng 3 này. Mọi người thấy nó lún không? Được chưa? Răng đi vào răng 4, 5 nó lún đúng không ạ? Ok chưa? Đây là cách thứ ba để mình có thể tạo ra bậc trồi lún trên cái dây cung ghiu như thế này. Khó hả? Cái này vẫn khó hả? Được chưa? Đây là cách bẻ bậc trồi lún nha. Xong chưa? Thử làm đi, thử làm xem. À, nhưng mà sao có thể hàng tháng mình cần thêm trồi lún nữa? Phải kích hoạt hàng tháng mà. Thứ nhất là bẻ lắp trồi nhá. Đầu tiên kẹp kìm 1, 2, 3 này vào cái chân lút phía trước này. Được chưa? Xong chưa? Xoay nó về phía sau này. Góc này đang góc vuông đúng không? Bắt đầu mình bẻ góc vuông này. Bây giờ quay nó về phía sau này. Thế mà em thấy cái dây này nó trồi hơn không? Nó cao hơn không? Thấy không? Đúng không? Mọi người thấy cái dây này nó về phía sau hơn đúng không? Nếu mình muốn nhiều, xoay cái này nhiều hơn nữa. Đầu tiên bách cái bẻ trồi lún á, sau tí nói ưu điểm, nhược điểm của nó. Xong chưa? Nhâm xong chưa? Rồi, bước tiếp theo là mình phải chuyển cái dây này nó về song song đúng không? Nếu không thì như thế này là không đi vào được rồi. Chuyển này cũng kẹp vào đây. Thu nhỏ góc phía sau này lại để cho hai dây của mình song song. Khi thực ra khi mình bẻ góc này bao nhiêu độ, mình thu góc này bấy nhiêu độ thì hai dây của mình song song, hoặc mình nhìn này. Đúng không ạ? Được chưa? À, để cho hai dây mình song song này. Đó. Đây là có bậc làm lún này, đây là bậc làm trồi này. Thì dây của mình sẽ thẳng lại với nhau, phía trước phía sau thẳng lại với nhau. Nhìn thấy trong cái tai con mèo hay gì không? Xong chưa? Đây là lún trồi, được chưa? Xong chưa? Xong chưa? Cái này dễ hơn mà. Rồi, tuy nhiên cái này có một hạn chế. Khi mình móc chun này, mọi người thấy hướng nó thay đổi không? Cho nên nếu khi mình móc chun từ trước ra sau này, ok, dễ đúng không? Vẫn móc được. Nhưng giả sử mình móc chun này sao? À, nó dễ bị tuột. Được chưa? Cho nên là cẩn thận. Đó, khi đây mình có 3 cách như vậy để mình làm nhé. Đây, móc chun thế này này, nó dễ bị tuột này. Đúng không? Còn móc chun này nó vẫn giữ được đúng không? Cho nên khi mọi người để ý nha, có thể kết hợp một này, bẻ từ ban đầu này. Thứ hai là uốn lại cái lúp này, và thứ ba là nghiêng này. Đây 3 cách để mình tăng cái mức độ kích hoạt của nó. Bởi lúp ghiu mình thường bẻ nhỏ, cho nên phải dùng nhiều cách này để kích hoạt. Rồi, bây giờ mình hướng dẫn mọi người cái bẻ cái lúp ghiu trên cái dây cung oval nhé. Trên oval, bẻ trong bước đầu tiên với bệnh nhân thông thường. Đầu thời gian đầu tiên là mình bẻ bậc lập trôi vùng răng hàm nhỏ và lún răng hàm lớn đúng không ạ? Bước đầu tiên này. Mình dùng dây oval luôn nhá. Dây của nó là dây chuẩn, là dây găm nhá. Tuy nhiên đây mình sẽ hướng dẫn mọi người trên dây SS. Nó rồi SS dễ bẻ, nó cũng tiết kiệm. Đúng không? Khi mình tập bẻ thì bác nào mà cứ mua dây túi dây găm hoặc mua mấy chục dây găm về thì nó hơi sót. Thế nên có thể được nhá, đầu tư được nhá. Ăn chơi sợ gì bữa rơi đúng không? Đấy, bỏ bao nhiêu thời gian đi học đúng không? Thì cái lúc đầu tiên này mình đánh dấu này. Cái lúc đầu tiên mình bẻ giữa răng 2, răng 3 mà. Thì từ cái vị trí giữa cái răng 2, răng 3 mình bẻ về phía trước khoảng nửa ly này. Thì sau cái lúc của mình nó ra đây nó vừa. Nửa ly, một ly nhá, nếu mọi người bẻ không ấy.
được chưa? Bây giờ mình đánh dấu đường đi thôi, cái dây này nó hơi nhỏ hơn so với cung tăng này, nó rộng ra một xíu. Đánh dấu hai bên một nhé, được chưa? Đánh dấu hai bên này, đó, mình phải đánh dấu đi ạ. Cái lúc của mình sẽ vào vị trí giữa kẽ tháng 2, tháng 3 nhé.